Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Truyền Hữu. Mình sẽ cố gắng ra nhiều video để hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn cái quá trình có thể sử dụng những cái thiết bị hình ảnh, sử dụng máy quay cũng như là setup một cái góc có thể các bạn ứng dụng vào việc sản xuất video hàng ngày, live stream để chia sẻ những cái kiến thức của các bạn, đặc biệt là đối với các bạn anh chị chủ doanh nghiệp hay các bạn trẻ muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân, chúng ta có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình, cái chuyên môn của mình trên những ngành nghề của các bạn. Một số anh chị mà chủ doanh nghiệp không có cái thời gian mà các bạn tự đặt máy quay rồi sử dụng máy quay rồi quay dựng rồi tự biên tập cái video của các bạn, cái việc mà thay đổi thường xuyên cái góc setup như vậy thì tốn nhiều thời gian. Hiện tại mình sẽ có một cái dịch vụ là setup trọn cái phòng studio cho mọi người, chỉ cần ngồi vào đấy thôi, các bạn chỉ cần ghi hình thì nó sẽ ra cái sản phẩm cho các bạn nhanh chóng luôn. Các bạn không cần quá nhiều để về chỉnh màu hay là để về chỉnh da. Hiện tại các bạn có thể thấy cái hình ảnh của Hữu trực tiếp ở đây là đã thông qua một cái app mình đã chỉnh màu sẵn, chỉnh filter sẵn luôn, làm mịn da, làm đẹp cho các bạn. Với cái app này thì các bạn sẽ cực kỳ tự tin khi mà đứng trước những cái chiếc ống kính. Khi các bạn live stream với những cái máy quay Sony như thế này thì nó rất là nét. Nên là cái việc da mặt của chúng ta nếu mà chúng ta không được đẹp hay là nó sần sùi thì các bạn yên tâm, khi mà lên live stream hay là các bạn sản xuất video thì nó sẽ mịn như thế này luôn, mà các bạn sẽ đỡ cái công mà các bạn hậu kỳ. Mình sẽ làm trọn gói cho các bạn các anh chị về những cái thiết bị máy quay này ha, ánh sáng, background luôn, tư vấn cố vấn cho các bạn về để làm một cái background nào để nó phù hợp với cái quy mô của các bạn, về những cái ngành hàng của mọi người theo kiểu sang trọng, trẻ trung đó, thì mình sẽ cố vấn cho các bạn về cái chuyện này. Với cái góc setup như thế này thì các bạn chỉ cần ngồi vào đó thôi, bấm quay video thì nó sẽ có một cái file xuất ra cho các bạn là MP4. Là cái file này á, nó sẽ chỉnh da cho các bạn luôn, đầy đủ ánh sáng, rõ nét, chi tiết. Với cái file này á, thì mọi người có thể tự edit lại bằng những cái phần mềm như là Premiere hoặc là CapCut, các bạn thêm chữ rồi thêm những cái hiệu ứng các bạn đăng. Còn nếu cần, nếu không có thời gian, các bạn có thể đăng trực tiếp cái video giống như vậy luôn lên trên những cái nền tảng của các bạn. Thứ hai, nếu mọi người không có một cái bạn gọi là media trong cái công ty của mình, một cái bạn quay dựng phim á, thì mọi người có thể tham khảo cái cách này. Thứ nhất là các bạn sẽ quay một cái suột thô, là cái suột giống như vậy. Các bạn ngồi chia sẻ cái kiến thức của các bạn, xong xuôi thì các bạn gửi cái file này, các bạn có thể up lên Google Drive, các bạn sẽ gửi cái file này cho những các bạn là làm freelancer về edit video. Với cái thời kỳ hiện tại này là trên TikTok và những cái YouTube có rất nhiều bạn nhận cái job này, hoặc là trong những cái nhóm mà dựng phim các bạn editor thì các bạn đó sẽ nhận theo cái sản phẩm. Thì mọi người chỉ cần giao cái file MP4 này cho các bạn đó, các bạn sẽ edit lại một cách xúc tích và cuốn hút hơn so với cái file gốc của chúng ta. Đây là cái cách mà hiệu quả và nhanh nhất khi các bạn muốn chia sẻ về những cái kiến thức của các bạn mà các bạn đòi hỏi về cái chất lượng hình ảnh đẹp, âm thanh ok, rõ ràng, chi tiết và có edit một cách xúc tích. Thì với một cái hàng ngàn những cái người mà sáng tạo nội dung hiện tại đó, thì cái nội dung của các bạn nó phải cực kỳ hấp dẫn và cái hình ảnh của các bạn cũng phải sắc nét đẹp nè. Thứ hai là cái âm thanh cũng rõ ràng, thì theo Hữu là một cái tiêu chí, những cái đó là những cái phụ họa thôi, nhưng mà cũng không thể thiếu trong một cái video của mọi người. Thì ngoài việc cái nội dung hay nè, cái chuyên môn của các bạn là vững chắc nè, chất lượng nè, thì kèm theo đó là những cái thứ phù hợp cho mọi người, đó chính là hình ảnh và âm thanh. Đấy, và cái một phần của bạn editor nữa. Thì Hữu nghĩ là một cái video thành công nó sẽ hội tụ đủ tất cả những cái yếu tố đó để các bạn có thể làm những cái sáng tạo nội dung tốt ở trên những cái nền tảng này. Đó, thì Hữu cũng là một trong số những người đang làm sáng tạo nội dung về YouTube, chia sẻ về những kiến thức sử dụng thiết bị âm thanh, micro, sao kẹt, thiết bị về hình ảnh như là máy quay Sony hay là đèn. Thì hiện tại các bạn muốn tham khảo về cái gói này, các bạn muốn Hữu tư vấn thêm cho các bạn để làm sao để có được một cái phòng studio tại nhà của các bạn, để các bạn tự có thể sản xuất video. Và hôm tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái góc setup live stream dành cho mọi người muốn hai góc máy để chuyên về review sản phẩm. Một số bạn mà muốn làm cái góc mà để mà bấm một phát là ăn ngay luôn, có nghĩa là bấm thu video nó sẽ, các bạn chỉ cần sử dụng một cái thiết bị gọi là Stream Deck, các bạn chỉ bấm chuyển cam tới lui một cái góc cam toàn là cái góc cam này, và cái góc cam thứ hai là focus trực tiếp vào cái sản phẩm các bạn đang cầm nắm, đang review. Thì với cái việc này á, các bạn sẽ ngồi vào, các bạn bấm là ra sản phẩm thôi, chứ không cần tốn nhiều quá nhiều thời gian, và các bạn để cố định những cái góc máy đó thôi ha.
Các bạn muốn phơm dọc thì các bạn lật cái máy nó thành phơm dọc. Các bạn muốn phơm ngang thì lật phơm ngang để cho nó phù hợp với lại cái concept YouTube hay là TikTok ha. Hiện tại thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn muốn đến trực tiếp showroom của mình để mà trải nghiệm thử cái góc setup bên mình ha, và các bạn có thể thấy được là những cái filter mình sẽ làm chủ được cái những cái filter về mịn da, về cân chỉnh, về body đó. Các bạn có thể nhắn hoặc gọi trực tiếp qua hotline, mình sẽ tư vấn cho mọi người. Chúc mọi người thành công với cái việc set up cái góc live stream và cái góc quay video của các bạn nha. Và mình là Truyền Hữu, chuyên thiết bị âm thanh live stream.